Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh QK Audio. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lần đầu chào anh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 11. Giờ nghỉ trưa vừa đến, Lâm Nguyệt Bạch bèn nhảy dựng lên khỏi ghế. Ra khỏi cánh cửa xoay của tòa nhà văn phòng, cô rất dễ dàng tìm thấy chiếc Land Rover màu trắng đỗ ở đó. Qua lớp kính mui xe, khuôn mặt cương nghị của Hoắc Trường Uyên mơ hồ hiện ra. Cô chạy bước nhỏ qua đó, kéo cửa xe chui vào trong. Lâm Nguyệt Bạch cài dây an toàn vào người, trong ngữ khí vẫn còn chút phấn khích. Này, anh đợi lâu rồi phải không? Hoắc Trường Uyên không trả lời cô, anh chỉ hờ hững liếc nhìn cô một cái. Đôi mắt sâu của anh như bị đổ mực vậy, đen tối, không chút ánh sáng. Lâm Nguyệt Bạch không khỏi sững người. Khi cô định lên tiếng thì anh bất ngờ dẫm lên chân ga. Chiếc xe vài giây sau đã lao thẳng và hòa vào dòng xe trên đường. Phong cảnh ngoài cửa lướt qua rất nhanh, cô ngồi ngắm nhìn suốt dọc đường. Không xa phía trước là trung tâm thương mại Michael. Anh cũng không vòng vào lối xuống tầng hầm để xe mà thầm thường lái qua. Trong gương chiếu hậu, tòa nhà mỗi lúc một xa. Lâm Nguyệt Bạch kinh ngạc chỉ tay. Chẳng phải chúng ta tới? Hoắc Trường Uyên làm như không nghe thấy, vẫn nhìn thẳng về phía trước, tiếp tục chuyên tâm lái xe. Lại lái xe hơn 10 phút nữa, cuối cùng chiếc xe đỗ lại trên cây cầu bắc qua sông. Đập vào tầm mắt là dòng sông lăn tăn theo từng cơn sóng. Trên sông thỉnh thoảng lại có tàu du lịch và những con tàu nhỏ lướt qua. Hoắc Trường Uyên phanh xe lại rồi tắt máy. Anh lẳng lặng rút điếu thuốc ra không nói câu nào, ngậm lên miệng châm lửa. Anh hạ cửa xe xuống một nửa, gió từ sông thổi vào mang theo một ít khói thuốc đi xa. Tư thế im lặng hút thuốc và biểu cảm không chút suy xuyễn của anh khiến người ta không thể nắm bắt. Lâm Nguyệt Bạch ngồi bên cạnh dè dặt cắn môi, khẽ hỏi: Hoắc Trường Uyên, chúng ta không đi mua dây chuyền nữa sao? Hoắc Trường Uyên hờ hững đáp. Sau đó anh nghiêng mặt sáng nhìn cô từ ngọn tóc xuống dưới mũi chân, rồi lại nhìn từ mũi chân hướng lên khuôn mặt cô. Sau đó anh mở hộp đựng đồ bên tay phải, rút từ bên trong ra một thứ. Gió sông làm lung lay chiếc chìa khóa nhỏ, viên kim cương được khảm vào đó sáng lấp lánh. Sao nó lại ở đây? Lâm Miền Bạch ngỡ ngàng giây lát. Cô giơ ngón tay đón lấy, xúc cảm của vật cứng cọ vào lòng bàn tay. Thứ bồng bềnh dâng lên trong lồng ngực hoàn toàn là cảm giác mừng rỡ khi tìm lại được thứ đã mất. Có điều niềm vui này chẳng kéo dài bao lâu, vì chất giọng trầm của Hoắc Trường Uyên lại vang lên một lần nữa. Yến Phong nói từ hôm trước em để rơi ở chỗ của anh ta, bảo tôi chuyển giúp. Trái tim Lâm Uyển Bạch kêu cạch một tiếng. Thì ra tối đó cô làm rơi ở chỗ Yến Phong. Sợi dây chuyền hình chìa khóa được cô nắm chặt trong lòng bàn tay. Hơi thở của cô như ngừng lại. Phần tóc mai của Lâm Uyển Bạch đã có chút mồ hôi túa ra. Sắc mặt Hoắc Trường Uyên trông không có thay đổi gì quá lớn, chỉ là ngữ khí của anh chậm rãi đến kinh người, mỗi chữ đều như có thêm sự uy quyền. Chẳng phải em nói không nhận được điện thoại của tôi nên ngủ rồi sao? Lời nói dối bị vạch trần, đầu óc Lâm Miền Bạch tê dần. Không định nói với tôi tối hôm trước hai người đã làm gì sao? Hoắc Trường Uyên cầm điếu thuốc lá đã cháy cả nửa, bàn tay run lên, nghiêng người qua. Anh ấy bị ốm. Lâm Miền Bạch nuốt nước bọt có phần khó khăn, cô ấp úng thiếu kiểm soát. Sốt cao, không ai chăm sóc, thế nên em đã chăm sóc người ta suốt cả đêm. Nếu Hoắc Trường Uyên nhớ không nhầm, đến tận sáng hôm đó cô mới bắt máy. Giây phút Lâm Huyền Bạch gật đầu, cô bị anh bạt tay một cái ngã ra sau ghế. Ở khoảng cách gần, cô mới nhìn rõ đôi đồng tử lạnh lẽo của Hoắc Trường Uyên. Khóe môi anh nở một nụ cười không chút nhiệt độ. Không hổ danh là người quen cũ. Lâm Huyền Bạch, có phải em coi tôi là kẻ ngốc không? Cô nam quả nữ ở chung một phòng, sau đó nói với tôi là không có chuyện gì. Đừng mà. Khi anh nhào tới, Lâm Uyển Bạch run lên bần bật. Cổ áo cô bị dùng sức kéo rách, quẹt vào da rất đau đớn. Còn nụ hôn của anh khi rơi xuống rõ ràng là đang cấu xé. Lần trước cũng như vậy, sau khi nổi nóng, anh thô lỗ đối xử với cô, không có chút tình cảm nào, hoàn toàn đã trút xa hết mọi giận dữ. Mọi ký ức đáng sợ đều trào dâng trong khoảnh khắc. Có một giây Hoắc Trường Uyên cảm thấy mí mắt mình giật kịch liệt ba cái.
Lửa giận bốc thẳng lên đỉnh đầu, trước mắt dường như cũng đỏ rực theo. Có điều cơ thể dưới lòng bàn tay anh bắt đầu run lên từng chút một. Anh cúi đầu nhìn Lâm Huyền Bạch bị anh khóa chặt trên ghế đang nhắm nghiền mắt. Mí mắt và bờ môi đều đang run lên. Cô rất sợ anh. Yết hầu Hoắc Trường Uyên trượt lên trượt xuống, lòng bàn tay anh từ từ nắm chặt lại. Áp lực trên người đột ngột biến mất, Lâm Huyền Bạch lập tức kéo chặt cổ áo vào ôm lấy chính mình. Nhìn anh vừa sợ hãi vừa không dám tin như một con thú nhỏ. Xuống xe. Hoắc Trường Uyên lạnh lùng buông ra hai chữ. Lâm Huyền Bạch mềm oặt hai chân ngã xuống xe, chiếc Land Rover lao vút đi. Ngoài mùi đuôi xe nó để lại bay theo gió, trên cầu không còn một ai khác, thi thoảng cũng chỉ có chiếc xe vọt qua rất nhanh. Đây không phải là lần đầu tiên anh bỏ rơi cô. Lâm Huyền Bạch lại kéo kín quần áo vào, chậm rãi quay đầu đi về như một thói quen. Chẳng biết đã đi bao xa, bỗng có một chiếc taxi chống khách dừng lại bên cạnh cô. Cô ngồi lên rồi đi, cúi đầu siết chặt chiếc chìa khóa nhỏ trong lòng bàn tay. Trái tim cô như bị một hòn đá tảng đè nặng. Chập tối tại sân bay, dù là lúc nào nơi này cũng đông đúc người qua lại, đi đâu cũng nhìn thấy những bóng người vội vàng kéo vali hành lý. Ngay gần đó, Yến Phong đã làm xong thủ tục hành lý, đang cầm hộ chiếu và vé máy bay quay trở lại. Tiêu Văn Chanh và Lâm Huyền Bạch tới đây tiễn anh ấy đứng đợi ở vạch vàng. Tiêu Văn Chanh nhíu mày. Anh Yến Phong, sao anh đi đột ngột quá vậy? Hết cách thôi, quân lệnh như sơn. Yến Phong cũng rất khó xử. Anh Phong, lần này về thì khi nào thì quay lại? Tiêu Văn Chanh uể oải hỏi. Chưa nói trước được, khi không có nhiệm vụ thì anh sẽ cố gắng quay về. Yến Phong trầm ngâm đáp. Khi nhìn về phía cô, anh ấy lại dịu dàng đi vài phần. Tiểu Uyển, lần sau anh sẽ đưa Châu Châu về cùng. Nó ở Mỹ đòi gặp em lâu lắm rồi. Vâng. Nhớ tới cậu nhóc tinh nghịch đó, Lâm Miền Bạch mỉm cười gật đầu. Vì thời gian vẫn còn dư giả, họ còn nói chuyện thêm vài câu trước cửa kiểm tra an ninh. Khi Tiêu Văn Chanh đi rửa tay thì Yến Phong bất ngờ nhìn ra sau lưng cô. Hoắc tổng, gần đây hay gặp nhau bất ngờ thật đấy. Lâm Huyền Bạch nghe xong quay người lại, quả nhiên nhìn thấy Hoắc Trường Uyên mặc vest có răng phóng đi theo sau. Toàn bộ các dây thần kinh trên người cô đều vô thức căng lên, sức tập trung bất giác bị kéo về phía anh. Đúng là trùng hợp. Hoắc Trường Uyên nhếch môi. Hoắc tổng đi công tác sao? Yến Phong cười hỏi. Ừ, tới Bắc Kinh 2 ngày, có dự án cần bàn bạc. Hoắc Trường Uyên gật đầu rồi cúi xuống giơ đồng hồ lên xem, ngữ khí vừa nhạt nhòa vừa khách sáo. Xin lỗi nhé, tôi phải lên máy bay đây, xin phép đi trước. Nói xong anh đi thẳng qua cửa kiểm tra an ninh. Khi lướt qua nhau, anh không liếc ngang ngó dọc, giống như hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của cô. Lâm Huyền Bạch nhìn bóng hình cao lớn đó cứ thế biến mất trong tầm mắt, ngón tay đang siết chặt từ từ buông lỏng. Chưa đầy 2 giây sau, cô lại nắm tay thật chặt. Anh vẫn còn đang giận. Trên màn hình máy tính, thấp thoáng hiện ra khuôn mặt ngây ngốc của cô. Lâm Huyền Bạch cúi đầu bấm di động, nhìn ngày tháng hiển thị bên trên, nghĩ tới việc khi gặp ở sân bay, anh đã nói với Yến Phong mình sẽ tới Bắc Kinh 2 hôm. Tính ngày thì có lẽ anh đã về ngày hôm qua rồi. Cô nhớ những lần đi công tác trước, sau khi xuống máy bay, anh đều gọi điện thoại trước nhắc cô làm ấm giường. Từ tối qua đến bây giờ, ngoài một vài thông báo của các phần mềm trong điện thoại ra thì không nhận được bất kỳ cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào. Tiểu Bạch, nghĩ gì vậy? Đến giờ tan ca rồi. Lâm Huyền Bạch á lên một tiếng mới phát hiện những người khác đều đã thu dọn đồ đạc hết cả. Người đồng nghiệp đưa qua một thứ được bọc trong túi bóng rồi nói tiếp. Đây là cây thủy tiên lúc trước nói mang cho cậu. Còn chưa nở hoa nữa. Nếu trong nhà không có đất thì chăm bằng nước cũng được. Được, cảm ơn nhé. Lâm Huyền Bạch đón lấy. Sau khi tan ca, cô tới bệnh viện một chút, cùng bà ngoại trò chuyện một lúc rồi trở về nhà sớm. Trong tủ lạnh còn một ít rau xanh, cô lấy ra xào qua. Ăn xong thì tắm rửa, phát hiện cũng chỉ mới hơn 8 giờ tối. Khi bước ra khỏi phòng tắm, ngang qua tấm gương, chiếc chìa khóa đung đưa trên xương quai xanh lấp láng tỏa sáng dưới ánh đèn. Lâm Huyền Bạch đưa tay lên chạm nhẹ vào, trong mắt hiện lên dáng vẻ giận dữ của Hoắc Trường Uyên. Cô rút cuốn tiểu thuyết tiếng Đức mẹ để lại ra. Vì còn quá sớm, chưa thể chợp mắt, nên cô tìm số trang đã đánh dấu lại để đọc tiếp.
Có điều, đọc mãi, cô bỗng cảm thấy mồ hôi lạnh không ngừng túa ra khắp người. Ban đầu cô chỉ nghĩ mình hơi lạnh, bèn kéo cao chăn lên một chút. Nhưng cô lại càng lúc càng khó chịu. Hơn nữa dạ dày đau tưởng chết, ngay cả bụng cũng co thắt lại. Cuốn tiểu thuyết rơi xuống đất, Lâm Uyển Bạch chẳng buồn nhặt nữa. Cơn đau đã khiến người cô co giật. Cô lần sờ một lúc lâu bên cạnh gối mới tìm ra được di động. Khi màn hình sáng lên, cô bỗng không biết gọi cho ai. Người đầu tiên hiện ra trong đầu cô lại là Hoắc Trường Uyên. Dường như nghĩ như vậy, bàn tay Lâm Uyển Bạch cũng có ý thức riêng của mình. Cô cố tìm cái tên ba chữ ấy trong di động rồi ấn xuống. Đầu kia bắt máy rất nhanh, cô run rẩy bờ môi gấp gáp nói: "Alo, là tôi." "Chuyện gì vậy?" "Tôi đang họp." Giọng nam trầm của Hoắc Trường Uyên hờ hững vọng tới. Lâm Uyển Bạch gượng gập, sầu não vì sự kích động của mình. Khi lên tiếng lần nữa, giọng cô vì đau mà bắt đầu run rẩy. "Không sao." "Không sao, em còn gọi điện." Hoắc Trường Uyên hạ thấp giọng, dường như đã phát giác được điều bất thường bên cạnh cô. Anh hỏi nhanh một câu: "Lâm Uyển Bạch, em sao vậy?" Bàn tay cầm di động của Lâm Uyển Bạch run cầm cập. Cô há hốc miệng, tốn rất nhiều sức lực, cuối cùng mới nói được một câu hoàn chỉnh: Tôi hơi đau." Nói xong rất lâu không có hồi âm. Lâm Uyển Bạch nhìn di động, phát hiện chẳng biết màn hình đã đen xì từ lúc nào. Không còn cách nào khác, cô đành cố gắng tung chăn ra, bước xuống giường. Chân cô còn chưa chạm được vào chiếc dép ly, cả người đã đau đớn lan xuống đất, rồi cuộn tròn lại như con tôm. Trước mắt bắt đầu tối sầm đi. Cứ như vậy không biết qua bao lâu, ý thức của cô bắt đầu dịu dã. Trước khi cô nhắm mắt hẳn thì đã nghe thấy một tiếng ầm rất lớn vang lên. Khi cô mở mắt ra, trời đã sáng. Lâm Uyển Bạch chậm rãi nhìn một vòng không gian xung quanh, tất cả chỉ có một màu trắng xóa, có lẽ là trong bệnh viện. Chân mu bàn tay trái có cảm giác đau nhói, chất dịch lạnh lẽo đang nhỏ xuống từng giọt. Cô lảo đảo đôi mắt khô khốc, liền nhìn thấy một bóng hình cao lớn. Vì góc nghiêng nên cô nhìn thấy dưới khuôn mặt thẳng băng của anh xuất hiện một lớp râu mới mọc, không nhiều, chỉ một lớp lưa thưa. Lâm Uyển Bạch ngơ ngẩn gọi: "Hoắc Trường Uyên." Cô ngỡ mình đang nằm mơ, người tối qua còn ở trong điện thoại sao lại xuất hiện trước mắt. Hoắc Trường Uyên nhìn cô từ trên xuống, lạnh lùng hừ một tiếng, khiến cô chắc chắn rằng anh thực sự tồn tại. Cũng trong khoảnh khắc hiểu ra anh đưa mình tới đây. "Tôi sao vậy?" Cô vẫn còn chưa hiểu chuyện gì. "Ngộ độc thực phẩm," có người trả lời cô, là một bác sĩ mặc áo blue trắng đứng ở một đầu. "Có lẽ là dùng nhầm thủy tiên chưa nở hoa thành hành để dùng, dẫn đến ngộ độc. Tối qua khi đưa cô vào đây chúng tôi đã tiến hành rửa ruột, bây giờ đã không còn nguy hiểm tới tính mạng nữa. Dường như tối qua cây thủy tiên được đồng nghiệp đưa đã bị cô ném bừa lên mặt bàn. Sau đó lúc nấu cơm, cô cũng bỏ cả đồ ăn lên bàn. Có thể vì đầu óc quá trên mây, lúc tái hành cô đã không chú ý mà nhầm lẫn. Chẳng trách tối qua lúc ban hành cô cứ thấy là lạ, đắng đắng. Cũng may là phát hiện kịp thời, độc tố chưa thấm vào máu, sau này cô phải hết sức chú ý." Bác sĩ đầy đầy gọng kính dặn dò: "Sau khi rửa ruột, trong vòng 3 ngày đừng ăn các món cay, dầu mỡ và sinh lạnh, tránh kích thích tới niêm mạc dạ dày. Uống nhiều nước nóng một chút. Còn 2 túi dịch phải chuyển xong là có thể xuất viện." "Cảm ơn anh." Lâm Uyển Bạch cảm kích. Bác sĩ gật đầu, tiện tay ghi chép một chút rồi rời đi. Trong phòng chỉ còn lại hai người họ và tiếng phì phì của máy tạo xương. Chuyện ngộ độc thực phẩm không phải chuyện giỡn chơi. Nghĩ như vậy, Lâm Uyển Bạch bất giác nhìn về phía Hoắc Trường Uyên. Anh vẫn còn đứng đó, một tay đút túi quần, trông rất lạnh lùng. "Tôi..." Cô vừa lên tiếng, Hoắc Trường Uyên bèn quát: "Hành và thủy tiên mà em cũng không phân biệt được, không có đầu óc à? Ngủ ngốc." Lâm Uyển Bạch liếm môi, nhìn anh bằng ánh mắt vô tội. Hoắc Trường Uyên lạnh lùng nhìn cô chằm chằm một lúc, rồi đột ngột sải bước đi ra khỏi phòng. Tiếng bước chân của anh chẳng mấy chốc đã biến mất. Lâm Uyển Bạch cụp mắt xuống, trái tim khó tránh khỏi hụt hẫng. Nửa tiếng sau, cửa phòng bất ngờ bị ai đó đẩy ra. Hoắc Trường Uyên rời đi trước đó lại bước vào, đôi chân thẳng tắp rung rinh theo từng bước chân của anh. Anh xách thêm một chiếc túi nhỏ trong tay, bên trong đựng một hộp cháo nhỏ. Lâm Uyển Bạch sững sờ, cô còn nghĩ anh đã đi rồi. Cô nhìn thấy anh đi tới bên giường, lấy chiếc hộp trong túi ra, sau đó là một chiếc thìa nhựa dùng một lần. Ngay sau đó, bả vai của Lâm Uyển Bạch bị anh giơ tay giữ chặt, xem ra dùng rất nhiều sức.
nhưng không làm đau cô chút nào. Chiếc gối dựng đứng được anh đặt sau lưng cho cô dựa vào. Thấy anh kéo ghế qua ngồi, cô vội nói: "Tôi tự ăn được mà." Im miệng. Hoắc Trường Uyên nạt cô. Lâm Miển Bạch ngoan ngoãn ngậm miệng lại, há miệng. Sau đó Hoắc Trường Uyên lại hung dữ lên tiếng. Lâm Miển Bạch chớp chớp mắt, dè dặt hỏi: "Rốt cuộc là ngậm miệng hay là há miệng?" "Còn nhiều chuyện." Hoắc Trường Uyên nhào mắt lại. Khi chiếc thìa được đưa qua, Lâm Miển Bạch vội vàng hợp tác há miệng. Miếng cháo ấm nóng lan từ trong cổ họng xuống dạ dày. Động tác của Hoắc Trường Uyên rất cứng rắn, giống như lần đầu tiên vậy. Có mấy lần cháo đã rớt xuống chiếc ga giường màu trắng, cuối cùng cũng đút hết bát cháo. Anh cảm thấy còn mệt hơn ký hàng chục tập tài liệu. Anh bỗng nhiên đứng lên với vẻ nhẹ nhàng, thu dọn hộp và thìa vào túi. Khi Hoắc Trường Uyên chuẩn bị đi vứt rác thì bàn tay phải buông thõng của anh bị ai đó nắm chặt. "Tối đó em thực sự chỉ chăm sóc anh ấy vì anh ấy bị ốm thôi." Hoắc Trường Uyên nhìn theo bàn tay phải, Lâm Nguyễn Bạch nằm trên giường cũng đang nhìn anh. "Em cũng không biết sợi dây chuyền lại rơi ở chỗ anh ấy. Tối đó anh ấy sốt mãi, chúng em thực sự không làm gì cả. Vì bộ quần áo bệnh nhân quá rộng càng khiến cơ thể cô gầy gò đến đáng thương. Giống như sợ anh không tin, cuối cùng cô còn nhấn mạnh thêm một lần nữa." "Thật đấy." Hoắc Trường Uyên khẽ nhíu mày, nhưng trông anh rất tươi tỉnh. Anh giơ tay nắm lại tay cô, dùng sức vân vê tới mức cô đau đớn, nhe răng anh mới hài lòng. "Không có lần sau." Hoắc Trường Nguyên hừ một tiếng thật mạnh, nhưng sắc mặt vẫn không quá căng thẳng. Ngay sau đó, anh cúi thấp nửa người trên xuống, ngón tay quấn lấy hai lọn tóc mai của cô, thở dài một tiếng rất khẽ. "Những cô gái yếu đuối luôn khiến đàn ông nảy sinh dục vọng bảo vệ. Lâm Miền Bạch, em càng ngày càng lợi hại đấy." Lâm Miền Bạch thầm kêu oan trong lòng. Nhưng hòn đá tảng đè nặng trong lòng nhiều ngày qua cuối cùng cũng biến mất. Chiếc chăn bên cạnh bất ngờ bị nâng lên, Lâm Miền Bạch thấy anh bỗng dưng cởi giày ra, sau đó nhích người chen vào chiếc giường bệnh nhỏ bé. Cô vừa há hốc miệng đã bị nụ hôn mạnh mẽ của anh bịt kín. Hơi thở của Hoắc Trường Uyên tràn vào toàn bộ, chẳng mấy chốc đã khiến cơ thể căng thẳng của cô mềm mại hẳn ra. Sau khi một nụ hôn kết thúc, hơi thở của hai người có phần hỗn loạn. Hoắc Trường Uyên nâng mặt cô lên bằng hai tay, rồi bỗng nhiên nói một câu: "Từ tối qua đến giờ anh chưa đánh răng đâu." Lâm Uyển Bạch giật giật khóe môi: "Trêu em đó." Hoắc Trường Uyên rướn môi. Lâm Uyển Bạch không biết nên khóc hay cười, nhưng nghĩ lại thì hình như cô là người chưa đánh răng mới đúng. Cô ngước lên chạm phải đáy mắt sâu hút của anh. Nó giống như một miệng giếng khô, nhưng có vẻ anh không hề chê bai mình. "Em biết bây giờ anh đang nghĩ gì không?" "Nghĩ gì vậy?" Lâm Huyền Bạch tiếp lời. Ánh mắt Hoắc Trường Uyên bỗng trở nên mờ ám hơn, bờ môi mỏng ghé sát vào tai cô, những âm thanh len lỏi vào ốc tai chặt hẹp. "Lên giường và quan hệ, em thích cái nào hơn?" Khuôn mặt Lâm Huyền Bạch lập tức đỏ bừng. Người đàn ông này. Dưới chân vang lên tiếng sột soạt, có lòng bàn tay dày dặn nào đó len lỏi vào giữa những chiếc cúc áo. Như một con cá trườn dần lên trên, nhanh đến nỗi cô quên cả ngăn cản. Lâm Miền Bạch hoảng loạn không tưởng, vội vàng nhắc nhở anh: "Chỗ này là bệnh viện." "Đừng ồn." Hoắc Trường Uyên kiềm chế sức mạnh, ngẩng đầu nhìn lên cây truyền dịch. "Còn hai túi dịch nữa, ngủ một giấc vẫn kịp." Trái tim Lâm Miền Bạch như nhảy vọt từ trong cổ họng ra. Bên ngoài các y tá vẫn đang đi qua đi lại, chỉ cần qua lớp cửa kính là có thể nhìn thẳng vào trong phòng bệnh. Cô căng thẳng quay sang nhìn Hoắc Trường Uyên lần nữa, phát hiện anh đã nhắm mắt lại. Ngoài bàn tay nghịch ngợm đó đang đè lên một đôi chân của cô ra, anh không còn động thái quá đáng nào khác. Có vẻ anh rất mệt mỏi, hơi thở cũng dần nhịp nhàng hơn. Lâm Miền Bạch nghiêng mặt qua, anh chưa cạo râu, quần áo có vẻ vẫn còn chỉnh tề, nhưng cổ tay áo và cổ áo đã có những nếp nhăn. Chắc tối qua anh cũng ở đây suốt đêm. Trái tim như được ai nhét vào rất nhiều bông gòn, mềm mại vô cùng. Cứ ngắm như vậy một lúc, Lâm Miền Bạch chẳng biết cũng đã thở đều từ lúc nào. Cuối cùng hai người họ bị một cô y tá tới rút kim tiêm đánh thức. Khung cảnh thật là xấu hổ. Cũng may là cuối tuần, không cần phải lo chuyện đi làm. Làm xong thủ tục xuất viện, Hoắc Trường Uyên lái xe chở cô về. Lúc xuống xe, Lâm Miền Bạch vừa tháo dây an toàn
thì đã bị anh bế thẳng từ xe xuống rồi đi vào trong tòa nhà. Thật ra em tự đi được. Lâm Uyển Bạch nghĩ tới chuyện nhà mình ở tận tầng trên cùng, vội nói. Hoắc Trường Uyên không để ý tới cô, chỉ đi thẳng lên. Có vẻ như sức nặng của cô với anh không khác gì con kiến. Đi mấy tầng mà anh gần như không hề thở dốc. Ánh nắng chiều hát vào trong hành lang, bóng hai người bị kéo dài ra trên những bậc cầu thang. Lâm Uyển Bạch nhớ tới cảm giác muốn bảo vệ mà anh nói, dù là thật hay giả, nhưng lúc này đây cô thực sự cảm giác mình được trở che. Khi sắp đi lên tầng cao nhất thì có những tiếng ồn ào vọng tới, hình như có không ít người đứng trước cửa nhà. Sau khi đi lên, Lâm Uyển Bạch hơi ngây ngốc. Ngoài hàng xóm sống đối diện ra, còn có hai vị cảnh sát mặc cảnh phục, một người đang dò hỏi, một người đang ghi chép chép gì đó vào sổ. Còn cửa nhà cô thì mở toang, chìa khóa đung đưa trực rơi xuống. Ánh mắt Hoắc Trường Uyên thoáng qua một chút gượng gạo, anh hắng giọng. Tối qua quá gấp gáp thôi. Lâm Uyển Bạch nuốt nước bọt, nhớ lại tiếng rầm lớn trước khi cô ngất xỉu. Hàng xóm nhìn thấy cô thì lập tức chạy tới. Cô Lâm, cuối cùng cô cũng về rồi. Nhà cô bị trộm đấy. Sáng sớm nay tôi tỉnh dậy đã nhìn thấy có người cậy khóa. Đâu phải là cậy khóa, rõ ràng là đá banh cửa. Lâm Uyển Bạch khẩn trương nhảy xuống khỏi vòng tay Hoắc Trường Uyên. Gọi điện thoại thì cô tắt máy. Tôi đã giúp cô trông suốt cả buổi sáng mà vẫn không thấy cô quay về, nên tôi dứt khoát giúp cô báo cảnh sát. Người hàng xóm nhiệt tình nói tiếp. Cô mau vào kiểm tra đi, xem có mất thứ gì đáng tiền không. Hiểu lầm thôi ạ. Lâm Uyển Bạch gượng gập. Sau khi đã nói rõ đại khái sự tình, cảnh sát và người hàng xóm đều thở phào nhẹ nhõm. Thì ra anh ấy đều hết hồn một phen. Tiến họ đi khỏi, Lâm Uyển Bạch nhìn thấy Hoắc Trường Nguyên chẳng biết kiếm đâu ra một ổ khóa mới, đang đọ thử lên cửa. Bên cạnh còn đặt hai loại dụng cụ. Anh còn biết thay ổ khóa? Cô kinh ngạc. Hoắc Trường Uyên liếc nhìn cô, cởi áo khoác ra quang qua. Nếu không thì sao? Em tưởng anh chỉ biết ký tên thôi chắc. Anh có cần em giúp gì không? Lâm Uyển Bạch chớp chớp mắt. Hơn 10 phút, khóa cửa mới đã được sắp xếp xong, đóng lại vang lên một tiếng giòn tan. Hoắc Trường Uyên xắn tay áo đi vào, đặt dụng cụ lên bàn rồi lắc lắc cổ. Lâm Uyển Bạch ở bên nhìn anh không chớp mắt, còn có phần không dám tin rằng anh đã thay xong ổ khóa. Dường như có thể nhìn thấu tâm tư của cô, Hoắc Trường Uyên khẽ giật khóe môi. Khi còn rất nhỏ, anh đã bị bố ném ra ngoài nước ngoài đi học. Trường tư thục ở đó khác với các trường bình thường, gần như không ai lo. Ngoại trừ việc nấu ăn không thể làm nổi, thì những việc như thông bồn cầu, thay bóng đèn, các kỹ năng cần có trong cuộc sống đều bắt buộc phải biết. Vì sao bố anh lại ném anh ra nước ngoài một mình? Lâm Uyển Bạch ngỡ ngàng. Còn có thể có nguyên nhân gì? Ngứa mắt. Hoắc Trường Uyên nhếch môi cười rất khinh bỉ. Lâm Uyển Bạch nghe xong không khỏi nhíu mày. Làm gì có ông bố nào ngứa mắt con mình chứ. Nói xong cô lập tức hối hận, vì cô nhớ lại lúc còn ở quê, anh từng cảnh cáo cô sau này bớt quan tâm chuyện của mình. Cô lại vượt giới hạn rồi. Thấy anh nhíu mày, cô những tưởng anh sẽ quát lên, ai ngờ Hoắc Trường Uyên chỉ khẽ mấp máy môi. Rất lâu sau, một giọng nam trầm trầm mới vang lên. Lúc sinh ra anh, mẹ anh mất máu quá nhiều mà qua đời. Bố luôn cảm thấy anh là kẻ hại chết mẹ. Khi nói, ngữ khí của Hoắc Trường Uyên rất hờ hững. Cái bóng ngược sáng che đi khuôn mặt anh, khiến nó có chút ảm đạm. Lâm Uyển Bạch chưa từng nhìn thấy một anh như vậy. Như bị một lưỡi dao cùn xé dần trái tim, cô mềm giọng nói với anh. Rồi sẽ có một ngày bố anh hiểu ra, hoặc ông chỉ tạm thời không vượt qua được cái hố trong lòng. Hoắc Trường Uyên bật lên hai tiếng cười chế giễu. Trong đôi mắt sâu ấy giống như có một tòa thành cô độc đã sống im lìm suốt nhiều thế kỷ. Đứng ở khoảng cách gần, Lâm Uyển Bạch có thể cảm nhận được rõ ràng từng múi cơ bắp của anh gồ lên. Cô khẽ rướn môi. Hoắc Trường Uyên, thật ra anh tốt hơn em nhiều. Anh thấy đấy, bố anh vẫn còn cần anh, giao cả sản nghiệp cho anh quản lý. Còn em, 8 tuổi đã bị bố đuổi thẳng ra khỏi nhà họ Lâm. So với em, anh vẫn còn rất may mắn, đúng không? Hoắc Trường Uyên xoay sang, hơi nhíu mắt nhìn cô chăm chú. Đây là thái độ lấy vết thương của mình ra để vỗ về người khác sao?
thật ngốc, không phải ư? Có điều trong đôi mắt ấy vẫn là làn nước tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức anh dần dần hoàn hồn trở lại, dần dần trở về, dần dần bình yên. Còn cả giọng nói dịu dàng của cô nữa, khi trượt qua trái tim khiến Hoắc Trường Uyên cảm thấy ấm áp, anh vươn tay ra kéo cô ngồi lên chân mình, tư thế có phần khiếm nhã. Lâm Huyền Bạch cọ quậy một chút nhưng bị lòng bàn tay anh giữ chặt gáy, kéo gần để bốn cánh môi chạm vào nhau. Có thể vì cảm xúc trong lòng có chút gợn sóng, nụ hôn của anh khác với bình thường, vững vàng và từ tốn. Lâm Huyền Bạch không kháng cự, ngược lại còn hồi đáp một chút. Cảm giác mất thăng bằng trào dâng, cô vô thức ôm chặt lấy lưng anh. Mọi đồ vật trong nhà đều di chuyển theo bước chân Hoắc Trường Uyên, cho tới khi cô nằm xuống chiếc giường nhỏ trong phòng ngủ. Rèm cửa vẫn còn y nguyên như tối qua, có điều vẫn không che được ánh nắng bên ngoài. Hoắc Trường Uyên, Lâm Huyền Bạch kịp thời giữ lấy tay anh lại. Hoắc Trường Uyên chống tay nâng người lên. Bây giờ còn là ban ngày. Cô cắn môi, mắt nóng gian, hơi thở cũng nóng gian. Hoắc Trường Uyên nhíu mày, nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, hùng hồn nói. Ai quy định ban ngày không được làm? Lâm Huyền Bạch mở mắt ra nhìn thấy Hoắc Trường Uyên nằm bên cạnh, có vài phần ngơ ngẩn. Cô suýt thì quên, hôm qua hai người đã lăn lộn khi trời còn sáng bảnh, sau đó anh cũng không đi về. Không giống như ở nhà anh, trong căn phòng nhỏ xíu của cô có thêm một người đàn ông say ngủ, luôn tạo ra một cảm giác lạ lẫm. Quan trọng là trong không khí, mùi hương hoan ái vẫn còn chưa tan hết, đến nỗi Lâm Huyền Bạch suýt thì quên quan hệ giữa hai người họ. Chiếc chăn màu hồng cô thường đắp giờ đang được anh đắp lên người, hai cánh tay nhỏ lộ ra ngoài. Cho dù trong trạng thái thoải mái, các múi cơ của anh vẫn rất rắn chắc từng đường. Nhìn đủ chưa? Hoắc Trường Uyên vẫn còn nhắm nghiền mắt, chỉ hơi nhúc nhích khóe môi. À, Lâm Huyền Bạch ngượng gập, hoảng loạn quay đi. Ai nhìn anh chứ? Em vừa tỉnh. Vậy ư? Sao anh cảm thấy trong mơ cứ có ai nhìn trộm mình nhỉ? Hoắc Trường Uyên giơ cánh tay lên, gối ra sau gáy. Tóm lại không phải em. Lâm Huyền Bạch ban đầu đỏ mặt, bị anh nhìn đến thiếu tự nhiên, vội vàng kéo chăn ra bước xuống giường. Đã hơn 8 giờ rồi, dậy đi, em còn nấu cơm. Hoắc Trường Uyên ở phía sau buông một câu. Ăn cháo. Biết rồi, Lâm Huyền Bạch đáp. Bỗng nhiên nhớ ra, hình như hôm qua bác sĩ dặn 3 ngày này cô phải cố gắng ăn đồ lỏng, dễ tiêu. Khi cháo được nấu xong, Hoắc Trường Uyên kéo ghế ngồi trước bàn ăn. Anh đã tắm rửa sạch sẽ, mái tóc ngắn còn chưa khô hẳn, mấy lọn tóc trước trán vì ướt mà rũ xuống. Hôm qua ở bệnh viện, cô còn nhìn thấy khuôn cằm lún phún râu của anh. Chỗ này không có dao cạo, qua hai đêm râu đã mọc nhiều hơn, nhưng trông anh không quá lôi thôi, ngược lại còn có phần gợi cảm. Hoắc Trường Uyên đặt bát cháo xuống. Hôm nay có kế hoạch gì? Tới bệnh viện thăm bà ngoại, Lâm Huyền Bạch trả lời. Sau đó thì sao? Hoắc Trường Uyên lại hỏi. Em muốn tới chùa một chuyến, dâng hương. Lâm Huyền Bạch ngẫm nghĩ trả lời tiếp. Ban nãy tỉnh dậy cô có xem lịch, ngày mùng 1 âm lịch. Trước kia khi mẹ còn sống, bà nói cô là một đứa trẻ có duyên Phật, thế nên mỗi mùng 1 hoặc ngày rằm, mẹ thường đưa cô tới chùa để dâng hương. Sau khi mẹ mất, cô thì thoảng vẫn đi, có điều bình thường đa phần không có thời gian. Hôm nay vừa hay là cuối tuần rảnh rỗi, cô muốn tới. Hoắc Trường Uyên không nói gì, chỉ uống nốt nửa bát cháo nhỏ còn lại. Lâm Huyền Bạch dọn dẹp xong trong bếp liền đi ra. Đã gần 9 giờ rồi, cô bất ngờ phát hiện anh chưa đi. Chiếc áo vét vẫn còn vắt trên tay vịn sofa. Anh đang vắt chéo chân ngồi hút thuốc, không có gạt tàn. Anh bỏ tàn thuốc vào thùng rác. Nhìn thấy cô, Hoắc Trường Uyên đứng dậy, dập tắt điếu thuốc. Anh đi cùng em. Buổi chiều, chiếc Land Rover đi trên con đường ra ngoài ô, cho tới khi nó dừng lại ở một chân núi nào đó. Nhìn lên lưng chừng núi có một ngôi chùa. Lâm Huyền Bạch cứ nghĩ anh nói sẽ cùng đi thăm bà, không ngờ còn đưa cô đi tới chùa. Hơn nữa xem ra anh cũng không định chỉ đưa cô đến rồi đi ngay. Hoắc Trường Uyên, hôm nay anh không phải làm việc sao? Nghỉ ngơi. Hoắc Trường Uyên lắc lắc chìa khóa xe. Lâm Huyền Bạch ồ lên một tiếng, không hỏi nhiều nữa. Ngôi chùa được xây trên lưng núi, còn phải đi thêm một đoạn bậc thang. Hoắc Trường Uyên lần mò muốn hút thuốc theo thói quen. Lâm Huyền Bạch thấy vậy vội nhắc nhở. Không được hút thuốc trong chùa đâu.
Viết chỗ nào? Hoắc Trường Nguyên nhíu mày. Sẽ không tôn trọng. Lâm Hiền Bạch cắn môi. Tuy rằng không có quy định rõ ràng, nhưng Phật dạy ma túy hay thuốc lá đều quy vào những thứ phải cai, thế nên vào chùa chiền là không được phép. Cô do dự hỏi, hay là để em tự lên, anh về trước đi. Trả lời cô là một ánh mắt liếc ngang của Hoắc Trường Nguyên. Anh có vẻ không buồn để tâm tới cô, nhưng vẫn bỏ lại thuốc lá vào túi. Vì hôm nay là mùng 1 nên có rất nhiều tới dương hương. Có cả những người lớn dẫn theo trẻ con tới. Đi chưa được bao lâu, chúng đã kêu mệt mỏi, đòi cõng lên lưng mới chịu. Lâm Uyển Bạch nhìn ra xa, cũng bất giác nhớ về mình lúc còn nhỏ. Lúc đó mẹ luôn nhẹ nhàng thủ thỉ, nói với cô rằng chỉ cần đi vài bước nữa là sẽ đến. Kiên trì chính là thắng lợi, Phật tổ sẽ bảo vệ cô. Hồi ức như được phát lại trong đầu, cô không nhịn được khẽ nói, mỗi một đứa trẻ đều được mẹ tặng cho một lá bùa bình an. Lúc nhỏ mẹ em cũng thường xuyên dẫn em tới và cũng tặng em lá bùa bình an. Hoắc Trường Nguyên đáp rất khẽ. Lâm Hiển Bạch nghiêng đầu, nhìn thấy nơi đáy mắt anh không có bất kỳ biểu cảm gì, hơn nữa còn rất ảm đạm. Hơi thở của cô vọng lại, thanh âm trầm thấp của anh hôm qua dường như vẫn còn văng vẳng bên tai. Lúc sinh ra anh, mẹ anh mất máu quá nhiều máu mà qua đời. Bố luôn cảm thấy anh là kẻ hại chết mẹ. Lâm Hiển Bạch nhẹ nhàng kéo tay anh, dẫn anh tiến lên phía trước. Phía trước là tới rồi, chúng ta vào trong thôi. Hơn nửa tiếng đồng hồ, Lâm Uyển Bạch mới từ điện Quan Âm đi ra. Chưa cần nhìn quanh ngó quất, cô đã tìm thấy bóng dáng Hoắc Trường Uyên. Anh đứng dưới gốc cây hòe giữa sân. Cho dù ở nơi đất Phật, anh vẫn độc lập, nổi bật. Nhìn một lần là không thể rời mắt đi. Giống như anh đứng ở đó khiến người bất giác chỉ muốn lại gần. Lâm Uyển Bạch chậm rãi tiến tới. Quả nhiên nhìn thấy sắc mặt thiếu kiên nhẫn của anh. Lâu quá vậy. Quỷ lâu mới thành tâm mà. Lâm Hiền Bạch xoa xoa đầu gối, khóe miệng Hoắc Trường Uyên nhúc nhích, dường như anh muốn mắng cô ngu ngốc nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Đường xuống núi có vẻ nhanh hơn nhiều. Đi tới trước chiếc Land Rover, Lâm Hiền Bạch ngừng lại, rút ra một thứ từ trong túi ra. Hoắc Trường Uyên, cái này tặng cho anh. Hoắc Trường Uyên nghe xong bèn giơ tay đón lấy. Là một chuỗi tràng hạt bằng gỗ trầm hương. Bên dưới có treo một mặt quan âm nhỏ. Chẳng phải mỗi đứa trẻ đều có bùa bình an sao? Mẹ của anh... Lâm Huyền Bạch ngừng một chút rồi nói tiếp. Đây là bùa bình an em vừa cầu, có thể treo trên gương xe, bảo vệ cho anh bình an. Chẳng trách ban nãy cô quỳ trong điện quan âm lâu như vậy. Anh còn tưởng cô cầu xin điều gì, thì ra là xin bùa bình an cho anh. Đây có thể gọi là tình mẹ bao la ẩn chứa trong mỗi cô gái không? Cái quái gì vậy? Hoắc Trường Nguyên nhíu mày. Lâm Miễn Bạch ngượng gập. Nếu anh không muốn lấy thì thôi vậy. Cánh cửa xe bên cạnh bật mở, Lâm Miễn Bạch cũng âm thầm ngồi vào trong, đeo dây an toàn lên người. Cô nhìn thấy anh treo chuỗi tràng hạt đó lên gương xe. Cuối cùng mặt quan âm rơi xuống, va chạm nhẹ vào đó, làm nó rung lắc khẽ khàng. Cô quay đầu đi, khóe môi chẳng biết thầm dướn lên từ lúc nào. Đường về mất khoảng hơn 40 phút. Ánh nắng sau 3 giờ chiều không còn quá nhức mắt mà dịu nhẹ hơn. Lâm Uyển Bạch lờ đờ thiếp đi. Khi xe đỗ hẳn lại, cô mơ màng nhìn xung quanh. Họ đang ở trong một bãi đỗ xe dưới mặt đất. Lâm Uyển Bạch và Hoắc Trường Uyên đi từ tầng B2 lên. Cánh cửa thang máy mở ra, họ đi thẳng lên một rạp chiếu phim. Rất nhiều người đang xếp hàng trước quầy phiếu tự động. Các bức tường xung quanh chiếu đầy poster các bộ phim đang lên sóng. Chúng ta... Cô nghi hoặc hỏi. Hoắc Trường Uyên không trả lời, chỉ nói, đợi ở đây, anh đi mua vé. Sau đó Lâm Miễn Bạch nhìn thấy anh đi về phía quầy bán vé, vừa rút ví tiền vừa chỉ vào màn hình bên trên. Khi anh quay lại, trong tay đã có thêm 2 vé xem phim cùng một hộp bỏng ngô to tướng và 2 cốc coca. Đầu óc cô vẫn còn ù ù cạc cạc. Cô hỏi với vẻ không chắc chắn, chúng ta chuẩn bị vào xem phim sao? Hoắc Trường Uyên khẽ đáp. Xem phim? Cô và Hoắc Trường Uyên. Lâm Miễn Bạch nuốt nước bọt, rồi lại nhìn chiếc vé xem phim màu đỏ hồng, vẫn còn cảm thấy khó mà tin được. Cô so sánh lại tên trên vé và trên poster. Phim tình yêu?
Hoắc Trường Nguyên phóng ánh mắt đen của mình về phía cô, từ tốn nói: chẳng phải đám con gái các em đều thích xem mấy bộ phim tình cảm dến sỏng hay sao? Lâm Uyển Bạch vuốt vuốt mái tóc, ấp úng tỏ ý: thật ra em thích xem phim hành động của Mỹ hơn. Em có xem không? Hoắc Trường Uyên sa sầm mặt xuống. Xem. Lâm Uyển Bạch lập tức hèn nhát, không đợi quá lâu đã có thông báo nhắc họ có thể qua cửa soát vé rồi. Lâm Uyển Bạch như một con cún đi theo sau Hoắc Trường Uyên, phát hiện đứng xếp hàng đa phần đều là các đôi đang yêu, rất ít có người đi một mình hay các cặp đồng tính. Họ đang ghé sát vào nhau nói cười cười. Ngồi vào chỗ không lâu, ánh đèn được tắt đi, màn hình lớn bắt đầu sáng lên. Vì mua vé khá muộn, thế nên họ phải ngồi hàng cuối. Ngoài màn hình TV rộng lớn ra thì những hàng ghế phía dưới xảy ra chuyện gì họ đều nhìn thấy không sót chút nào. Khi hai nam nữ chính diễn đến màn thân mật, có rất nhiều đôi tình nhân dựa vào nhau, hoặc nam kéo nữ ôm chặt vào lòng, hoặc nữ ngả đầu vào bờ vai của nam. Lâm Uyển Bạch vô thức liếm môi, có chút thiếu tự nhiên. Cô nén nén nhìn Hoắc Trường Uyên ngồi bên, ánh sáng màn hình hắt vào mặt anh khiến nó lúc sáng lúc tối, nhưng không che khuất được những đường nét khỏe khoắn. Anh nhìn chăm chú về phía trước, giống như đang tập trung vào bộ phim. Lâm Uyển Bạch lại lặng lẽ quay về, tay vịn giữa hai ghế bất ngờ bị ai đó đẩy lên cao, sau đó bàn tay cô được nắm chặt lấy. Hả? Cô kinh ngạc nhìn qua. Hoắc Trường Uyên ních xéo, ể oải cử động bờ môi. Em nhìn anh một cái, chẳng phải là muốn anh nắm tay em ư? Em đâu có. Lâm Uyển Bạch vừa xấu hổ vừa ngại ngùng. Cô đỏ mặt định giằng tay mình ra, nhưng bị anh đan thật chặt. Tập trung xem đi. Bộ phim tình yêu kéo dài hơn 100 phút đồng hồ. Khi tiếng nhạc cuối phim cất lên, ánh đèn trong rạp cũng từ từ bật sáng. Có rất nhiều đôi tình nhân lục tục đứng dậy đi ra khỏi cửa. Lâm Uyển Bạch và Hoắc Trường Uyên cũng đi lẫn vào đám người ấy. Cô bất giác cúi đầu, cho đến khi rời đi, Hoắc Trường Uyên vẫn chưa hề buông tay. Đi ra khỏi rạp chiếu phim, Hoắc Trường Uyên hỏi cô: có đói không? Một chút. Lâm Uyển Bạch thành thật đáp: ăn xong rồi về. Ừ. Hoắc Trường Uyên nhìn tấm bảng hướng dẫn của trung tâm thương mại ở đầu thang cuốn, rồi dắt tay cô đi xuống một tầng. Lâm Uyển Bạch một tay được anh nắm, một tay đút túi áo, bên trong vẫn còn cuống vé của bộ phim ban nãy. Cô ngẩng lên nhìn chăm chú khuôn mặt anh, cùng cô tới chùa Dâng Hương, dẫn cô đi xem phim rồi đi ăn. Lẽ nào là hẹn hò? Trái tim Lâm Uyển Bạch như thắt lại, rồi nó lập tức nhảy vọt lên, đập dữ dội. Khi chiếc Land Rover lái vào trong tiểu khu cao cấp, trời đã tối hẳn. Hoắc Trường Uyên vào tắm trước, Lâm Uyển Bạch vẫn còn ngây ngốc ngồi nhìn tấm vé. Di động chợt đổ chuông làm cô giật nảy mình. Một dãy số lạ hiện lên, cô nhíu mày đặt lên tai. Đầu kia là một giọng nữ đầy mạnh mẽ: Tiểu Bạch, Hồ Tam Hán đã quay về rồi đây. Cá nhỏ. Lâm Uyển Bạch bỗng chốc mừng rỡ: chính ta. Mình vừa xuống máy bay, ngồi lâu đến nỗi hai chân mình sưng vù rồi. Cậu đang ở đâu vậy? Để mình qua đón. Tang Hiểu Du ở đầu kia vẫn cười hì hì như mọi khi. Không cần, cậu cứ gửi địa chỉ nhà cho mình, mình sẽ lập tức ngồi xe buýt của hãng hàng không đến đó là được rồi. Được. Lâm Uyển Bạch nói ngay. Ngắt máy xong, cô bèn gửi tin nhắn báo địa chỉ qua. Quay đầu lại chợt giật mình, Hoắc Trường Uyên đã lặng lẽ đứng phía sau cô từ lúc nào. Nhắm mắt lại có phần nguy hiểm. Gọi điện với ai vậy? Lại là Yến Phong. Anh vừa tắm xong đi ra đã nhìn cô ngồi đó gọi điện, ánh mắt tràn ngập ý cười. Không phải đâu. Lâm Uyển Bạch liên tục lắc đầu giải thích. Một người bạn thân của tôi, bạn cùng phòng ký túc đại học. Nữ sao? Hoắc Trường Uyên nghe xong lại hỏi. Lâm Uyển Bạch á khẩu. Bạn cùng phòng ký túc, chẳng lẽ còn có thể là nam? Dường như đã xác định được giới tính của đối phương, sắc mặt Hoắc Trường Uyên không còn khó coi như vậy. Anh bèn kéo đai áo khoác vào, thắt một nút giữa hông. Lâm Uyển Bạch nhìn hai múi cơ rắn chắc của anh, nhớ tới địa chỉ mình vừa gửi, bỗng như rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Cô cắn môi, dè dặt hỏi. À, tối nay em có thể xin nghỉ phép không? Làm gì nữa? Hoắc Trường Uyên nhíu mày. Lâm Uyển Bạch giải thích. Chính là cô bạn thân ban nãy vừa gọi điện thoại. Cô ấy vừa từ nơi khác trở về,
sẽ sống ở nhà em. Không được, Hoắc Trường Uyên thẳng thừng từ chối. Lâm Miền Bạch có phần gấp gáp, biểu cảm trên khuôn mặt có chút khẩn cầu. Ở Băng Thành, cậu ấy cũng khá giống em. Bà ngoại người thân duy nhất cũng ở trong viện dưỡng lão. Nếu không tới chỗ em thì cậu ấy không còn nơi nào có thể đi. Bạn thân Tăng Hiểu Du và cô ngay từ thời đại học đã rất thân thiết. Về sau bà ngoại nhập viện, rất nhiều lần không xin được tiền thuốc từ nhà họ Lâm, cuối cùng đều là cậu ấy giúp đỡ thêm cho cô. Bây giờ cậu ấy từ phương xa về không có chỗ ở, dĩ nhiên cô phải giúp đỡ tới cùng. Vậy thì làm xong hãng đi. Hoắc Trường Uyên giữ cổ tay cô lại, cũng không đợi cô tắm rửa đã dẫn tới giường. Lâm Miền Bạch vội dãy giụa thoát khỏi anh. Không được, giờ này cô ấy đã ngồi xe buýt của hãng hàng không, sắp tới rồi. Sắc mặt Hoắc Trường Uyên dần dần trầm xuống. Khi thấy cô cắn môi, anh nhíu mày thả cô ra. Lâm Miền Bạch cầm lấy di động, đi qua lấy túi sách, cũng không dám nhìn anh mà lầm lỗi bước đi. Đứng lại. Cô còn chưa ra khỏi phòng ngủ thì một tiếng quát vang lên. Lâm Miền Bạch khựng lại, tưởng anh đã hối hận thì nghe thấy một câu cứng rắn. Tôi mặc quần áo đưa em qua. Chiếc Land Rover xuyên qua làn xe cộ, bầu không khí trong xe im phăng phắc, ngay cả tiếng đài FM cũng không có. Lâm Miền Bạch nắm chặt dây an toàn, cũng không dám thở mạnh, cố gắng nép chặt vào ghế xe, giảm thiểu sự tồn tại của mình. Hoắc Trường Uyên vì không được thỏa mãn mà mặt căng ra suốt dọc đường, từng đường nét trên khuôn mặt bị ánh đèn phản chiếu loang lổ màu. Tốc độ xe không nhanh không chậm, anh vững vàng đỗ dưới tòa nhà. Lâm Miền Bạch lặng lẽ tháo dây an toàn, nhưng khóa xe chưa được mở, cô đành nhìn về phía anh. Hôn anh. Hoắc Trường Uyên bất ngờ nói. Hả? Lâm Miền Bạch sững sờ. Hoắc Trường Uyên nhíu mày thúc giục, giọng trầm trầm. Nhanh chút, nếu không tôi hối hận đó. Lâm Miền Bạch cắn môi. Em có hôn không? Hoắc Trường Uyên nhíu mắt lại, tay đã đặt lên tấm kính chắn gió với vẻ uy hiếp. Lâm Miền Bạch bứt rứt mấy giây, cuối cùng vẫn ghé qua. Không phải hôn một cái chụt rồi lập tức rời đi như mọi lần. Cô học anh mỗi lần hôn mình, ngốc nghếch cậy mở đôi môi anh, rồi vành tai dần dần đỏ dần lên. 10 phút sau, Lâm Miền Bạch mới được thả xuống. Chiếc xe biến mất trước mặt cô. Cô ôm miệng, lưỡi bị anh cắn cái cuối cùng giờ vẫn còn đau. Cô vỗ vỗ khuôn mặt nóng bừng, bây giờ mới quay người đi vào trong tòa nhà. Vừa đi tới cửa cầu thang thì một cô gái trẻ nhảy ra. Mau khai ra, ban nãy người đàn ông hôn cậu trong xe là ai? Hôm sau ở công ty, Lâm Miền Bạch gần như không có lúc nào rảnh. Buổi chiều vừa ra khỏi văn phòng, di động liền đổ chuông. Cô nhìn thấy tên người gọi liền bắt máy. Tối nay qua đây. Bên tai vang lên giọng nói trầm của anh. Lâm Miền Bạch ấp úng. Em là không được đâu. Bạn thân của em còn chưa đi. Hoắc Trường Uyên ngữ khí không vui. Lâm Miền Bạch cầm chặt di động, nghĩ kỹ khi nói từng chữ. Chưa tìm được nhà phù hợp, có thể phải ở thêm mấy hôm. Cô vừa nói xong, đầu kia đã thẳng thừng ngắt máy. Lâm Miền Bạch nhìn màn hình đen xì, dường như có thể tưởng tượng ra khuôn mặt âm u của Hoắc Trường Uyên. Buổi tối của 3 ngày sau, trong căn nhà cũ ánh đèn ấm áp, chốc chốc lại có tiếng nói cười vang lên như trở lại những ngày tháng đại học. Trước kia, Tăng Hiểu Du và cô một người giường trên một người giường dưới, mỗi lần đi ăn cũng phải đi chung. Hồi đó có rất nhiều bạn học còn trêu chọc, họ sắp thành một cặp đồng tính rồi. Lâm Miền Bạch rửa bát xong đi ra, Tăng Hiểu Du đang ngồi khoanh chân trên sofa, chiếc laptop trước mặt cũng rung rinh theo nhịp rung chân của cô ấy. Cô cầm cốc nước đi qua, Tăng Hiểu Du quay về phía cô. Tiểu Bạch, người ấy đó hả? Lâm Miền Bạch suýt nữa thì phun hết nước vừa uống ra ngoài. Nhìn cái phản ứng của cậu là đúng rồi. Tang Hiểu Du càng rung chân mạnh hơn, đắc ý hất hất mái tóc dài ngang vai. Hôm qua lúc cậu nhận điện thoại, mình nhìn thấy tên một người đàn ông hiển thị trên màn hình. Mình đã lên mạng tra lại một chút. Không ngờ bức ảnh của người đó giống y hệt với người tối qua trong xe. Sao hả? Bao năm qua mình đọc Conan không uổng phí chứ. Cậu không đi làm cảnh sát hình sự thật là đáng tiếc đấy. Lâm Miền Bạch chân thành nói. Tiểu Bạch, còn dao cạo râu đó cậu mua cho anh ấy phải không? Tăng Hiểu Du nheo đôi mắt tròn xoe lại. Ừ. Lâm Miền Bạch liếc sang bên cạnh. Ngầm thừa nhận rồi nhé. Tăng Hiểu Du cười hì hì chỉ vào cô, sau đó chép miệng.
nhưng nói đi cũng phải nói lại, vị Hoắc tổng này thực sự không tồi, vóc dáng đẹp, nhìn ảnh thôi đã thấy mê chết người, vài phút đã có thể triệt tiêu đám tiểu thịt tươi. Lâm Miền Bạch nhìn về phía màn hình máy tính, trên đó là một bức ảnh làm việc. Hoắc Trường Nguyên ngồi trong phòng họp, hai chân tùy tiện vắt vào nhau, một tay cầm bút mực, khẽ nhíu mày, dáng vẻ rất tập trung. Ánh sáng góc chụp đều rất ổn, tôn lên khuôn mặt vốn đã đẹp của anh. Thấy bạn mình nhìn anh không chớp mắt, cô bột miệng hỏi: "Cá nhỏ, cậu cũng thích mẫu này hả?" "Yên tâm đi, anh ấy là người đàn ông của cậu mà, mình tuyệt đối chỉ thuần túy tán thưởng." Tang Hiểu Du nhún vai, cười rất đề tiện. "Cậu đừng nói bậy." Lâm Miền Bạch đỏ mặt nạt. Tiếng người đàn ông của cậu văng vẳng bên tai, rất lâu không tan đi. Bị Tang Hiểu Du trêu chọc đến xấu hổ, Lâm Miền Bạch đứng dậy khỏi sofa. Cô chưa đi được mấy bước thì di động đã rung lên, là Hoắc Trường Nguyên gọi tới. Cô đỏ mặt che màn hình, chạy thẳng tới phòng ngủ mới bắt máy. "Xuống nhà đi." Hoắc Trường Nguyên chỉ nói một câu như vậy, Lâm Miền Bạch ngẩn người, rồi từ phòng tắm chạy ra tới bên cửa sổ, vén rèm lên, quả nhiên nhìn thấy chiếc Land Rover màu trắng đỗ bên dưới. Cửa xe bên ghế lái hạ xuống một nửa, thấp thoáng còn nhìn thấy bắp tay người đàn ông lộ ra và điếu thuốc đang cháy kẹp ở giữa ngón tay. Cô vào phòng bếp đi một lượt rồi mới lề mề ra phía cửa. Lúc nhìn người bạn thân đã bắt đầu ngồi cải phim truyền hình giải tập, Lâm Miền Bạch viện cớ: "Mình đi đổ rác nhé." Cô lăng xăng chạy xuống nhà, đèn cảm ứng từng tầng lần lượt sáng lên. Tới cửa tòa nhà, Lâm Miền Bạch đứng lại thở dốc, ổn định lại nhịp thở rồi mới đi tiếp ra ngoài. Cô quăng chiếc túi trong tay vào thùng rác màu xanh lá trước cửa, sau đó từng bước tiến dần về phía chiếc Land Rover. Cô kéo cửa ghế lái phụ ra và ngồi vào. Điếu thuốc trong tay Hoắc Trường Nguyên đã hút đến tận lớp mút. Lâm Miền Bạch nhìn thấy anh ném điếu thuốc ra ngoài, khi cánh cửa được lưng lên vẫn còn một ít mùi thuốc lá chưa tan đi hết. Vị trí đỗ của chiếc xe vừa hay nằm giữa hai cột đèn đường. Khuôn mặt Hoắc Trường Uyên chìm trong khoảng nửa sáng nửa tối, cảm giác tập thể càng trở nên mạnh mẽ. Những lời Tang Hiểu Du trêu chọc ban nãy lại một lần nữa vang lên. Bàn tay đặt trên đầu gối bất giác được cuộn chặt lại. Lâm Miền Bạch nuốt nước bọt, quay mặt về phía anh. "Sao anh..." Những lời phía sau đã bị chìm hoàn toàn trong nụ hôn của anh. Lâm Miền Bạch ngẩng đầu, cảm thấy cả vòng eo của mình đã sắp mềm nhũn trong lòng bàn tay của anh rồi. Không khí trước ngực dần trở nên mỏng tang, còn khí thế tấn công của Hoắc Trường Uyên thì càng lúc càng mãnh liệt, dần dần trở thành sự chiếm hữu bừng bừng. Cô không ngừng tiếp được nữa, dần dần ngả ra sau, gáy và sống lưng đều dính chặt lên cửa xe. Hoắc Trường Uyên tựa đầu mình vào trán cô, giọng rất khàn: "Về ngủ với anh đi." Lâm Miền Bạch ngước mắt lên, mới phát hiện đôi mắt sâu kia chẳng biết đã đổi sắc từ khi nào. Bên trong đó chỉ còn một màu nóng rực, hơn nữa mỗi lần anh hít thở đều như sắp thiêu cháy da thịt cô. "Bạn em còn ở đó?" Lâm Miền Bạch cúi đầu, khi lên tiếng cũng kinh ngạc khi phát hiện giọng mình khàn không kém. "Ngày mai còn hai nhà môi giới nữa gọi điện thoại cho cô ấy đi xem phòng, chắc sẽ nhanh tìm được nơi ở thích hợp thôi." "Anh đợi em thêm mấy hôm vậy?" Hoắc Trường Uyên nghe vậy bèn hạ giọng ngắt lời: "Không được, đợi vài hôm nữa là tới ngày người bà con của em đến rồi." Lâm Miền Bạch liếm môi, người đàn ông này sao còn rõ kỳ kinh nguyệt hơn cả bản thân mình chứ. "Không đi cùng anh à?" Hoắc Trường Uyên ngồi thẳng dậy, đuôi mày từ từ nhướng lên. "Thực sự không được đâu." Lâm Miền Bạch rất khó xử. Hoắc Trường Uyên rút một điếu thuốc từ trong bao ra, cũng không vội châm lên ngay mà lấy bụng ngón tay vân vê qua thân điếu thuốc. Sau đó anh bất ngờ lên tiếng: "Vậy thì lên gác hoặc là ở trong xe, em tự chọn một đi." Lâm Miền Bạch hết hồn, bả vai co rụt lại. "Trời đất, anh đang nói cái gì vậy?" Trên gác, Tang Hiểu Du còn đang ngồi cày phim, hơn nữa trải nghiệm xe chấn vẫn còn xấu hổ như vậy, sao cô dám thử lại chứ. Hoắc Trường Nguyên gác tay lên vô lăng, vùng bật lửa châm thuốc. Anh bắt đầu chậm rãi đếm: 3 2 1. Lâm Miền Bạch sốt ruột nhưng một câu cũng không nói ra được, cả hai cách đều không thể chọn, biết không? Hoắc Trường Nguyên rướn môi, ánh mắt thoáng qua một tia đắc thắng: "Ok, đi." Ngay sau đó, chiếc Land Rover nổ máy,
gần như trong chớp mắt đã lao ra khỏi khu nhà cũ. Lâm Miền Bạch nhìn cảnh đường phố lướt qua cửa xe, đành phải rút di động ra, cúi đầu gửi tin nhắn cho bạn. Cô nói dối là có việc gấp phải về muộn một chút, bảo cô ấy ngủ trước đừng đợi mình. Giữa đường gặp đèn đỏ, Hoắc Trường Uyên bèn đưa tay lên xoa bụng. Hoắc Trường Uyên, anh chưa ăn cơm à? Lâm Miền Bạch nghĩ ra một khả năng, bất chợt hỏi. Ừ. Hoắc Trường Uyên liếc nhìn cô. Lâm Miền Bạch nhíu mày. Sao có thể không ăn gì chứ? Tôi không ăn dạ dày sẽ khó chịu lắm. Nóng trong, đau răng. Hoắc Trường Uyên lại tiếp tục liếc cô. Lâm Miền Bạch bị anh liếc liên tục có phần xấu hổ. Nóng trong lẽ nào là vì cô? Cô cắn môi nói. Vậy tối nơi em nấu mì anh ăn nhé. Ừ. Hoắc Trường Uyên nắm lấy tay cô, đặt lên bụng mình. Anh muốn ăn hai quả trứng Úc. Được. Lâm Miền Bạch gật đầu. Có điều khi nhìn thấy một nửa gương mặt cương nghị của anh, chẳng hiểu sao cô lại có ảo giác anh đang làm nũng. Tới nhà, Lâm Miền Bạch thay dép đi thẳng vào bếp. Động tác tay rất nhanh nhẹn, chỉ khoảng hơn 10 phút cô đã nấu xong một bát mì đem ra, vẫn còn nóng hổi. Ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn. Hoắc Trường Uyên đã ngồi lên bàn, tay cầm đũa như đứa trẻ trong nhà trẻ ngồi đợi ăn. Hơi nóng một chút, đợi nguội hẵng ăn. Lâm Miền Bạch bê ra trước mặt anh. Ừ. Hoắc Trường Uyên gật đầu, lấy đũa gạt gạt theo. Hơi nóng tan đi không ít, sau đó mới ăn. Có thể vì quá đói lại ăn có phần hùng hổ, nên chẳng mấy chốc đã thấy đáy bát mì. Lâm Miền Bạch vào trong bếp dọn dẹp. Cô vừa ấn được mấy giọt nước rửa bát ra bông xốp thì cả người Hoắc Trường Uyên đã nhào tới. Anh như một con thú nhiệt tình, bờ môi mỏng mơn man lên vành tay cô, sau đó lần xuống cổ rồi xuống hõm vai. Nhưng tất cả đều như chuồn chuồn đạp nước, chạm nhẹ rồi thôi. Hai tay Lâm Miền Bạch vẫn đang đầy bọt xà phòng, cả người đã run lên một cách vô dụng, nhất là khi bàn tay anh men dần xuống cởi bỏ cúc áo của cô. Hoắc Trường Uyên. Bờ môi Lâm Miền Bạch khô khốc, thanh âm phát ra lại là hai tiếng thở dốc. Hoắc Trường Uyên xoay người cô lại, chẳng biết biến hình được từ đâu sản phẩm cần thiết. Hạ hỏa cơ thể giúp anh đi. Mặt Lâm Miền Bạch đỏ dần, quả nhiên độ nóng mà anh nói là ám chỉ. Đừng, em còn chưa dọn dẹp xong. Bong bóng đã tan hết trên hai bàn tay Lâm Miền Bạch, cô đẩy lên áo anh, làm nó ướt một mảng. Khi cô định lên tiếng thì toàn bộ âm thanh đã vỡ vụn trong động tác của anh. Chập tối ngày hôm sau khi tan làm, cô bạn thân Tang Hiểu Du đã gọi điện rủ cô đi mua sắm từ sớm. Vừa gặp mặt, quả nhiên vẫn không trốn được. Tiểu Bạch, tối qua cậu lên Sao Hỏa đồ rác đấy à? À, chẳng phải mình đã nhắn tin cho cậu rồi sao? À, vậy mấy giờ cậu quay lại thế? Ừ, chắc là nửa đêm, lúc đó cậu cũng ngủ rồi. Lâm Miền Bạch ấp úng. Thế à? Nhưng tối qua mình cày phim cả đêm cơ mà. Tang Hiểu Du nhướng mày, nhíu mắt lại ám chỉ. Còn định lừa mình. Dấu dâu đỏ trên cổ cậu sắp không che được nữa rồi kìa. Lâm Miền Bạch nghe xong vội cúi đầu kiểm tra. Khi hiểu rõ chẳng có thứ gì cả, cô mới nhận ra mình bị lừa. Cá nhỏ. Được rồi, ok, tỏ ý thấu hiểu. Tang Hiểu Du vờ vỗ vai cô, ra vẻ đây là chuyện thường tình, rồi đưa mày nháy mắt. Nhưng mà thanh niên ấy, quá độ dễ ảnh hưởng đến sức khỏe lắm đấy. Cậu rốt cuộc còn muốn mua quần áo hay không? Lâm Miền Bạch xấu hổ không chịu được. Mua, mình sai rồi. Tang Hiểu Du vội cười hì hì, kéo cô chạy tới cầu thang cuốn. Cuối cùng khi bước vào một cửa hàng, nhìn thấy cả quầy chỉ toàn áo sơ mi nam, Lâm Miền Bạch mới khó hiểu. Sao cậu lại mua đồ nam giới? Lát nữa mình sẽ bắt xe khách về quê thăm nhà dì. Đâu phải là cậu không biết, mình mà không mua quà gì cho dì ấy hay là chú, họ chắc chắn sẽ ăn thịt mình. Tang Hiểu Du nhún vai. Lâm Miền Bạch gật đầu, cô cũng khá hiểu tính cách cô dì của cậu ấy. Vào trong lòng vòng không lâu, Tang Hiểu Du bèn kích động kêu lên. Uầy, cái này thích hợp lắm, mua hai cái cô được giảm những 30%. Tiểu Bạch, cậu cũng mua một chiếc đi. Sau nửa tiếng đồng hồ, ngoài hai túi đồ đầy ắp của Tang Hiểu Du, trong tay Lâm Miền Bạch cũng có thêm một túi đồ khác. Để gom được đồ giảm giá, Tang Hiểu Du kiên quyết bắt cô cũng chọn một chiếc. Nhưng bên cạnh cô làm gì có người đàn ông nào để tặng,
hình như cũng chỉ có Hoắc Trường Uyên. Cuối cùng không còn cách nào khác, cô đành bấm bụng báo số đo. Họ vừa ra khỏi trung tâm thương mại không lâu thì một chiếc Bentley màu đen đỗ ngay bên cạnh. 10 phút trước, Hoắc Trường Uyên gọi điện thoại cho cô, hỏi cô đang ở đâu, nói là tiện đường qua đón cô. Giang Phóng đã bước xuống mở cửa xe cho cô. Tang Hiểu Du không làm bóng đèn nữa, trước khi chạy đi còn thì thầm vào tai cô: nhớ lời mình dặn nhé, còn trẻ tuổi. Lâm Huyền Bạch đỏ bừng mặt ngồi vào trong xe. Cửa xe vừa đóng lại, cô bỗng bị một ánh mắt sắc lẹm lướt qua. Có chuyện gì thế? Hoắc Trường Uyên lạnh nhạt buông hai tiếng: không sao. Sống lưng Lâm Huyền Bạch lạnh toát, hình như lúc nói chuyện điện thoại vẫn còn tốt đẹp, bây giờ tâm trạng của anh có vẻ lại rất không vui. Đôi mắt và khóe miệng đều căng ra, cả khuôn mặt sầm xì. Lâm Huyền Bạch mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, cũng không biết mình đã đắc tội tới vị thần linh này ở chỗ nào. Bầu không khí lạnh xoay chuyển trong xe, hơn nữa chỉ tăng không giảm. Người tài xế trước mặt và Giang Phóng cũng không dám thở mạnh, cũng không ai lên tiếng. Thế nên khi gặp phải đèn tín hiệu đột ngột phanh xe, cả cơ thể nhào về phía trước theo bán tính. Túi đồ để bên cạnh người Lâm Huyền Bạch cũng rung lắc và phát ra những âm thanh giòn tan sắc nét. Cảm nhận được ánh mắt lạnh như tên phóng tới của Hoắc Trường Uyên, cô nuốt nước bọt cái ực. Cô cẩn thận đặt túi đồ từ trên ghế xuống dưới chân. Khi liếc nhìn thấy túi đồ, đôi đồng tử của Hoắc Trường Uyên chợt co lại. Em đi mua sắm. Ừ, Lâm Huyền Bạch gật đầu. Thu hoạch được không ít? Hoắc Trường Uyên lại hỏi. Cũng tạm thôi, chủ yếu là cùng bạn em đi mua quà cho người thân. Lâm Huyền Bạch quan sát sắc mặt của anh, trả lời rất thận trọng. Hoắc Trường Uyên nghe xong bèn cười khẩy một tiếng, ánh mắt lạnh hẳn. Thế em mua cho gã quê mùa nào vậy? Anh là gã quê mùa? Lâm Huyền Bạch cắn môi lý nhí hỏi. Lúc này cuối cùng cô cũng hiểu nộ khí của anh từ đâu tới. Hoắc Trường Uyên nghe xong sững người. Mây mù che đầy trời bỗng chốc tan đi, nhường chỗ cho ánh nắng. Sắc mặt đang căng thẳng lúc này bất ngờ trông có nét khôi hài. Tặng cho anh. Phải, Lâm Huyền Bạch gật đầu. Đưa đây. Hoắc Trường Uyên chìa tay ra. Thương hiệu bình thường thôi, không biết anh có thích mặc hay không. Lâm Huyền Bạch cầm túi đồ bên cạnh chân lên, ấp úng giải thích. Bạn thân của em mua cho chú, vừa hay gặp phải đợt sale, mua hai chiếc được giảm giá, thế nên em đã... Những lời phía sau cô không nói nữa, vì Hoắc Trường Uyên vốn không định nghe tiếp. Chiếc sơ mi trong túi đồ đã được anh lấy ra. Anh nhìn chằm chằm lên đó, cô áo màu trắng mới tinh phản chiếu trong con người của anh. Hoắc Trường Uyên chợt ngừng đầu lên dặn dò. Giang Phóng, tìm một trung tâm thương mại phía trước rồi dừng lại. Vâng, Hoắc Tổng. Giang Phóng lập tức đáp ứng. Chẳng mấy chốc, chiếc Bentley màu đen một lần nữa dừng lại ở một trung tâm thương mại gần đó. Hoắc Trường Uyên tay trái xách túi đồ, tay phải kéo cô đi vào trong. Hai người bảo vệ mặc vest cúi đầu chào khi cánh cửa xoay được đẩy ra. Bước chân Lâm Huyền Bạch có phần chối với, gần như cô phải chạy bước nhỏ phía sau, nhìn chằm chằm bóng lưng rộng lớn của người đàn ông trước mặt. Nét mặt cực kỳ khó hiểu, cô hoàn toàn không hiểu nổi anh cứ nắng mưa thất thường như vậy rốt cuộc định làm gì. Hình như rất có tính mục đích, cuối cùng anh cũng dừng bước. Bên trong thỉnh thoảng lại có những đôi nam nữ đi ra, bên trên in hình biểu tượng nhà vệ sinh. Hoắc Trường Uyên cởi bỏ áo vest quăng đại cho cô. Em đứng ngoài cửa đợi anh. Lâm Huyền Bạch thấy anh xách túi đồ đi vào trong nhà vệ sinh nam, tay cởi chiếc cà vạt trên cổ. Rõ ràng anh không định vào giải quyết nhu cầu riêng lý mà là thay áo. Cô câm nín. Về nhà thay cũng vậy mà. Có tin nhắn quảng cáo hiện lên trên di động. Lâm Huyền Bạch cúi đầu rút ra xem. Nhà vệ sinh nữ bên trái bất ngờ có tiếng cao gót gấp gáp vang lên. Hình như người đó rất vội, cô không kịp né tránh, bị đâm phải, người lảo đảo. Nhìn rõ đối phương, cô cảm giác họ luôn là oan gia ngõ hẹp. Lâm Giao Giao trừng mắt nhìn cô, phủi phủi người. Đúng là suối quẩy. Lâm Huyền Bạch nhíu mày, nhưng cảm thấy đây mới là một Lâm Giao Giao đích thực. Lần trước khi bị bắt gặp ở pub, khi không có ai bên cạnh mà cô ta vẫn tiến tới dìu và gọi cô là chị, tuyệt đối là do uống nhầm thuốc. Chính cô đâm vào tôi. Xin lỗi thì khỏi đi. Lâm Huyền Bạch cũng sửa sang lại quần áo. Muốn tôi xin lỗi chị hả? Nằm mơ. Cũng không tự nhìn xem thân phận của mình là gì. Xứng sao? Lâm Giao Giao rộng gót giày,
dường như còn có việc khác nên không huyền thuyên thêm nữa. Nhưng trước khi đi khuất, cô ta vẫn còn ngang ngược chỉ tay vào mũi cô. Lâm Uyển Bạch, không phải lần nào chị cũng may mắn như thế đâu. Chúng ta cứ đợi đó. Lâm Uyển Bạch nhìn theo bóng lưng Lâm Giao Giao hống hách bỏ đi, chìm vào suy tư. Câu nói cuối cùng của cô ta hình như có hàm ý khác. Cô bất chợt nhớ tới phản ứng khác lạ của Lâm Giao Giao ở Búp hôm đó và liên kết lại. Sao vậy? Trên đỉnh đầu có một bóng đen đổ xuống và một giọng trầm trầm quen thuộc vang lên. Lâm Uyển Bạch quay lại, nhìn thấy Hoắc Trường Nguyên vừa đi ra. Chiếc sơ mi và cà vạt anh vốn đang mặc đều được cởi ra, thay vào đó là chiếc sơ mi trắng cô mua. Tay trái được sắn lên một chút, anh đang cài lại cúc tay áo. Bóng hình cao lớn rắn giỏi, tỷ lệ tam giác ngược hoàn hảo, hoàn toàn là một cái giá treo quần áo di động. Anh nhìn theo hướng cô vừa nhìn. Lâm Giao Giao. Ừ, Lâm Uyển Bạch gật đầu. Lại bị cô ta ức hiếp. Hoắc Trường Uyên nhíu mày. Không phải. Lâm Uyển Bạch lắc đầu rồi hơi ngừng lại. Nhưng mà cô chau mày, nói với vẻ không mấy chắc chắn. Lần trước ở Púp em bị người ta bỏ thuốc, hình như là Lâm Giao Giao làm. Hoắc Trường Uyên nghe xong ánh mắt lạnh đi. Đợi Giang Phóng kéo cửa xe ra, Lâm Uyển Bạch cùng anh lần lượt ngồi vào trong, chỉ coi Lâm Giao Giao như một kẻ xen ngang, không quan tâm nữa. Chiếc xe lại lăn bánh, cô nhìn về phía Hoắc Trường Uyên, quan sát anh một lượt từ cổ áo tới vạt áo. Chiều rộng của vai hay ngực đều khá vừa, khi anh giơ cánh tay lên cũng không tạo cảm giác căng chật hay quá rộng rãi. Lâm Uyển Bạch nhẹ nhàng nắm chặt chiếc áo vest trong tay. Bắt đầu từ lúc nào cô lại nắm rõ số đo của anh trong lòng bàn tay vậy? Giang Phóng, cảm thấy thế nào? Hoắc Trường Uyên hơi hất cằm, nhìn về chiếc gương ở phía trước xe, chỉnh lại cổ áo. Hoắc Tổng, chiếc sơ mi này quả thực như được làm từ số đo của anh vậy, cực kỳ hợp với khí chất của anh. Giang Phóng quay đầu, thao thao bất tuyệt khen ngợi như đang báo cáo công việc. Lâm Uyển Bạch im lặng nghe, chỉ cảm thấy công lực chân chó của Giang Phóng quả không tầm thường. Hoắc Trường Uyên nghe được, tâm trạng rất vui, nhìn Giang Phóng thuận mắt hơn bất cứ lúc nào. Anh uể oải nói, nhớ thu mua toàn bộ sơ mi của hãng này. Vậy nếu đã bán ra ngoài thì sao? Giang Phóng bất giác hỏi. Mua về với giá cao. Hoắc Trường Uyên giật giật khóe môi, thản nhiên đáp. Lâm Uyển Bạch tròn mắt. Người đàn ông bá đạo này đã thể hiện dục vọng chiếm hữu của mình đạt tới đỉnh cao rồi. Buổi tối, Lâm Uyển Bạch từ bệnh viện đi ra thì nhìn thấy chiếc Bentley đen đỗ ở bên đường. Giang Phóng mở cửa xe cho cô, mỉm cười cung kính. Cô Lâm, Hoắc Tổng bảo tôi chở cô qua. Cảm ơn anh. Lâm Uyển Bạch gật đầu. Xe đi khoảng hơn 20 phút thì dừng trước cửa một pub. Giang Phóng một lần nữa kéo cửa xe ra cho cô. Lâm Uyển Bạch nhìn kỹ biển tên, bất giác khẽ mím môi. Chính là quán mà lần trước cô và Yến Phong cùng Tiêu Văn Tranh tới. Bước chân cô hơi chậm chạp, trong lòng ít nhiều có phần né tránh. Từ thang máy đi ra, Giang Phóng dẫn đường phía trước, cuối cùng dừng lại ở chính căn phòng tối hôm đó. Đẩy cửa ra, bóng Hoắc Trường Uyên đập vào mắt. Anh ngồi trên sofa, hai chân để song song bằng vai, hai cánh tay cũng tự nhiên đặt trên hai đùi, tay phải kẹp điếu thuốc đang cháy. Động tác hít vào nhả ra của anh rất thuần thục. Chỉ có điều cô không ngờ là Lâm Giao Giao cũng có mặt.